Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc phần kết bài viết về một số cảm nhận và suy tư của Đức cha Đinh Đức Đạo về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Do đó, để có thể hiểu giáo huấn của Đức Giêsu, chúng ta cần nối kết bản văn chúng ta vừa nghe với hành động rửa chân Đức Giêsu mới thực hiện và với những lời của người sau đó. Thật vậy, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Như thế, lời của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay: "Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em", chính là lời mời gọi hãy rửa chân cho nhau, theo gương Thầy Giêsu. Người là Thầy, là Chúa, nhưng rửa chân cho các môn đệ, chủ nhà rửa chân cho tôi tớ, người sai đi rửa chân cho kẻ được sai đi. Diễm phúc của người môn đệ là sống rập theo gương của Thầy, cùng đi với Thầy trên con đường Thầy đã đi, và sống tận căn thân phận của Thầy. Việc Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ là biểu tượng, là dấu chỉ, và là lời giải thích ý nghĩa sự chết của Người. Qua đó, Người bày tỏ tình yêu duy nhất, tình yêu chưa hề có, và tình yêu cho đến cùng, dành cho những ai thuộc về Người. Trong đó có các môn đệ, có ông Giuđa, và cũng có từng người chúng ta nữa. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, để các ông được chung phần với Người, nhưng có kẻ lại giơ gót đạp Người, từ chối trở nên người rửa chân cho anh em.
khi mời gọi các môn đệ rửa chân cho nhau, Đức Giêsu còn cho thấy đó là cách thức để các ông được hiệp thông vào dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha và người. Ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quả thực, việc đón tiếp người được sai đến hay trở nên người được sai đến đều là lựa chọn cho bản thân con đường phục vụ, con đường cúi xuống. Nhưng đó là con đường dẫn vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Qua mầu nhiệm thập giá, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta tình yêu thương xót lớn lao của Thiên Chúa. Một tình yêu có khả năng rửa sạch mọi tội lỗi, mang lại sự sống và sức sống mới cho cuộc đời của chúng ta. Ước mong nhờ chiêm ngắm tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta cũng biết dấn thân, đáp lại lời mời gọi cúi xuống rửa chân của Đức Giêsu qua việc chăm sóc, quan tâm, phục vụ những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất cứ ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen. Là điều dân thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đỉnh cao gọi lòng con luôn hướng lên. Yêu thương nhau đường đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường. Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã xa. Là tình yêu tìm lại con thiết lạc lối, hối bước chân xa cất tiếng hoan ca quay về. Thầy dạy con một tình yêu dám dấn thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương. Là tình yêu người xa mà nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nay. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Fukuoka, Nhật Bản. Các giám mục Nhật Bản huy động các nỗ lực cứu trợ để giúp đỡ nạn nhân động đất. Các giám mục Công giáo Nhật Bản đang phối hợp các nỗ lực để giúp hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất xảy ra tại thành phố Kumamoto trên đảo phía tây nam Kyushu tuần trước. Như đã biết, hai trận động đất xảy ra vào hai ngày 14 và 16 tại thành phố Kumamoto đã làm cho ít nhất gần 50 người chết và hàng ngàn người bị thương. Khoảng 180.000 người đã mất nhà cửa trong hai trận động đất này. Đức cha Tatsuhiro Isao Kikuchi của Niigata nói với hãng tin Catholic News Agency hôm 16 tháng 4 vừa qua là trận động đất thứ hai 7,3 độ đã gây nên những tổn hại trên diện tích rộng hơn. Đức cha Kikuchi là chủ tịch Caritas Nhật Bản, cơ quan hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, là cơ quan đang hỗ trợ trong việc cứu vớt và các nỗ lực cứu trợ Kyushu. Đức cha chuyển đạt những lời cầu nguyện và tương trợ của tất cả các giám mục Nhật Bản và cũng bày tỏ sự cảm phục của các ngài về những lời cầu nguyện và viện trợ gửi từ khắp nơi trên thế giới. Đức cha Dominic Miyahara của Fukuoka đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các giới chức trong giáo phận để tìm cách huy động các nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân động đất. Đức cha đã kêu gọi sự đóng góp của giáo phận cho nhu cầu cứu trợ và tái định cư và đã gửi giám đốc Caritas của giáo phận đến để đánh giá tình hình. Có một trường công giáo bị hư hại trong trận động đất, nhưng không có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng nào của các cơ quan công giáo khác. Trong lời kêu gọi, Đức cha Miyahara cho biết tình cảnh rất khó khăn đối với những người mất nhà cửa, phải ở ngoài trời,
vì thời tiết vẫn còn lạnh vào ban sáng và ban đêm. Đức cha nói, tôi cầu nguyện cho những người chịu thiệt hại nghiêm trọng từ trận động đất này, và chúng tôi, giáo phận Fukuoka, ở bên các bạn trong những đau khổ và mất mát của các bạn. Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những cư dân trong các khu vực này, để họ được an ủi và đủ sức mạnh vượt qua tình cảnh này, và cầu cho họ mau chóng phục hồi từ tổn thất này. Đức cha cho biết, vùng bị thiệt hại đa phần là đồi núi, nên đã gây không ít khó khăn cho các tình nguyện viên tiếp xúc được các nơi này. Lở đất đã ngăn cách một số làng mạc ở xa, và tất cả các con đường, cầu cống bị hủy hoại. Các thông tin liên lạc cũng bị cắt, điện nước bị ảnh hưởng. Dư chấn đã tiếp tục kéo dài, ít nhất là trong một tuần nữa. Tin giáo phận Sài Gòn. Buổi cầu nguyện cho ơn gọi tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn đã tổ chức buổi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ nhân ngày quốc tế ơn gọi lần thứ 53. Buổi cầu nguyện có chủ đề Những sứ giả của lòng Chúa thương xót. Đây là một hoạt động mang tính truyền thống từ nhiều năm qua, nhằm mời gọi mọi thành phần dân Chúa tái khám phá ơn gọi của người Kitô hữu. Đặc biệt năm nay còn nhắn nhủ mọi người sống và cảm nghiệm lòng Chúa thương xót trong năm thánh lòng thương xót. Hơn 500 người đến tham dự buổi cầu nguyện. Hiện diện trong buổi canh thức và cầu nguyện có cha Joachim Trần Văn Hương, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha giáo Đại chúng viện, các cha giáo trung tâm mục vụ, các sư huynh dòng La Sang, các nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sartre, dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, các chủng sinh bảy khóa của Đại chúng viện và anh em dự bị của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các nhân viên ban đời sống của chúng viện. Ngoài ra còn có sự tham dự của các em lễ sinh giáo xứ Bùi Phát, giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân và các giáo xứ khác. Buổi canh thức và cầu nguyện do các chủng sinh Đại chúng viện thực hiện đã giúp cộng đoàn cảm nghiệm lòng Chúa thương xót qua ơn gọi người Kitô hữu nói chung, cách riêng ơn gọi đời sống thánh hiến. Biết bao con người sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa kêu mời, bước theo con đường Thầy Giê-xu đã đi, để dấn thân phục vụ tha nhân, trở nên những sứ giả của lòng Chúa thương xót. Sau phần diễn nguyện, cộng đoàn được nghe và xem minh họa bằng hình chiếu giới thiệu sứ điệp Ngày Quốc tế ơn gọi năm 2016. Với chủ đề Giáo hội, mẹ của các ơn gọi, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở nền tảng căn bản của ơn gọi. Đó là mỗi ơn gọi trong giáo hội bắt nguồn từ khóe nhìn đầy thương xót của Chúa Giê-xu. Và các ơn gọi này được nảy sinh, phát triển và trưởng thành trong lòng mẹ giáo hội. Các ơn gọi cần đặt mình trong các mối tương quan, không chỉ một mình với Chúa, mà còn với những người cùng ơn gọi, với các vị đồng hành, và nhất là toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sau đó, ban tổ chức đã cho trình chiếu một số chia sẻ của quý tu sĩ về lòng thương xót của Chúa đối với ơn gọi của họ, cùng những sáng kiến cụ thể của một số hội dòng, nhằm giúp cộng đoàn cảm nghiệm về lòng thương xót. Để giúp cộng đoàn cảm nghiệm hơn nữa về lòng Chúa thương xót, ban tổ chức cũng giới thiệu cùng cộng đoàn về những ngọn lửa của lòng nhiệt thành dấn thân nơi các linh mục và tu sĩ đang ngày đêm miệt mài trong ơn gọi và sứ vụ của mình để trở nên những sứ giả của lòng Chúa xót thương. Đó là phòng khám nhân đạo, kênh 7, Tân Hiệp, Kiên Giang, thuộc giáo phận Long Xuyên. Phòng khám do cha cố Jacobi Nguyễn Đức Thịnh sáng lập từ năm 1990. Lúc đầu chỉ với 3 gian nhà lá nhằm phục vụ nhu cầu cho những người dân nghèo khổ tại chỗ và các xã xung quanh nhờ vào nghề thuốc gia truyền của cha cố Thịnh. Điều đặc biệt ở đây
là có đến 5 tôn giáo cùng làm việc chung với nhau để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, gồm Phật giáo, Hòa Hảo, Tin Lành, Cao Đài và Công giáo. Mỗi tôn giáo phụ trách một mảng. Họ cộng tác hài hòa và làm việc rất tích cực. Bệnh xá không lớn, nhưng mỗi năm có 16.000 bệnh nhân đến điều trị. Không phải vì miễn phí mà họ đến, nhưng họ tìm đến vì nhận ra rằng nơi đây có hiệu quả chuyên môn và y đức cao, nhờ kết hợp vừa làm việc vừa cầu nguyện xin ơn trợ giúp. Buổi cầu nguyện được khép lại lúc 21 giờ 10 phút cùng ngày với phần cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, như mời gọi mọi người hãy ra đi, dấn thân trở nên những sứ giả của lòng Chúa thương xót, loan báo tin mừng, sẵn sàng phục vụ tha nhân, làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình xã hội khép kín cửa đối với người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco xin lỗi những người tị nạn, vì nhiều khi các xã hội khép kín cửa, không đón nhận và giúp đỡ họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp video gửi đến những người tị nạn và các nhân viên trợ giúp họ, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn. Trụ sở tổ chức này ở Roma là trung tâm Astalli cạnh nhà thờ Chúa Giêsu. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm 19 tháng 4 vừa qua, trong buổi lễ kỷ niệm tổ chức tại nhà hát Argentina ở Roma. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa dạy: ta là người nước ngoài, các con đã tiếp đón ta. Mỗi người trong anh chị em, những người tị nạn gõ cửa nhà chúng tôi, đều có khuôn mặt của Thiên Chúa, là thân mình của Chúa Kitô. Kinh nghiệm đau thương và hy vọng của anh chị em nhắc nhở chúng tôi rằng tất cả chúng ta đều là ngoại kiều và là những người lữ hành trên mặt đất này, được một người nào đó quảng đại đón tiếp dù chúng ta không có công trạng nào. Đức Thánh Cha nói thêm rằng quá nhiều khi chúng tôi đã không đón tiếp anh chị em. Xin anh chị em hãy tha thứ sự khép kín và dửng dưng của các xã hội chúng tôi. Họ sợ thay đổi cuộc sống và tâm thức mà sự hiện diện của anh chị em đòi hỏi. Bị đối xử như một gánh nặng, một vấn đề, một tốn phí. Trong thực tế, anh chị em là một món quà. Anh chị em là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa nhân từ và thương xót của chúng ta, biết biến đổi sự ác và bất công mà anh chị em đang chịu thành một điều thiện hảo cho tất cả mọi người. Vì mỗi người trong anh chị em có thể là một nhịp cầu nối kết các dân tộc xa xăm, làm cho các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể gặp gỡ nhau, một con đường để tái khám phá nhân tính chung của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi trung tâm Astalli vì những hoạt động tiếp đón hàng ngày dành cho người tị nạn, và Ngài cảm ơn tất cả các nhân viên, những người thiện nguyện, tu sĩ và giáo dân, đang chứng tỏ bằng hành động rằng, nếu đồng hành với nhau, con đường sẽ bớt làm cho ta sợ hãi. Trung tâm Astalli, tòa lạc gần nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên Roma, và do cha Pedro Arupe, cố bề trên tổng quyền dòng tên thành lập. Trung tâm này được thành lập năm 2000 và là trụ sở ở Roma của dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn. Mục đích chính của trung tâm là thăng tiến một nền văn hóa đón tiếp và liên đới, bảo vệ các quyền của con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối một số cảm nhận và suy tư của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, khi tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình vừa qua tại Roma. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ tiếp như sau. Ba La Mã.
những giải pháp được đề nghị cho một số trường hợp. Số 1. Hôn nhân đồng tính. Một số nghị phụ, nhất là những nghị phụ bên Âu Mỹ, nhấn mạnh rất nhiều về sự cảm thông, gần gũi với những người đồng tính, đến độ, làm cho người ta cảm tưởng là cần phải chấp nhận họ là như vậy. Nhưng đa phần các nghị phụ trong Thượng hội đồng giám mục đều tỏ rõ lập trường là cần phải thương yêu và kính trọng những người này, nhưng cũng cần phải nói cho rõ là việc sống chung của những người đồng tính không có gì chung với hôn nhân theo chương trình của Chúa. Như thế, ý kiến của Thượng hội đồng về vấn đề đồng tính đã rõ ràng, không còn hồ nghi gì nữa. Số 2. Ly dị và tái hôn. Vấn đề được bàn cãi nhiều là trường hợp những người ly dị và tái hôn, nhất là trường hợp phía bị bỏ rơi vô tội, mà đời sống của họ trong gia đình mới tương đối ổn định. Với những đối tượng này phải giải quyết như thế nào? Có thể cho họ được xưng tội rước lễ không? Và có thể cho họ tham dự tích cực hơn, chẳng hạn như dạy giáo lý, đọc sách thánh trong phụng vụ, vân vân, vào đời sống của cộng đoàn không? Số 3. Hai đường hướng giải quyết. Đường hướng nhấn mạnh vào lòng thương xót, tìm cách để cho những đối tượng ngăn trở nói trên có thể được xưng tội, rước lễ và tham dự tích cực vào đời sống của cộng đoàn. Đường hướng nhấn mạnh đến sự trung thành với luật của Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa, nhất là trong bối cảnh của thế giới hôm nay, thì nghiêng về việc tiếp tục đường lối hiện nay là không cho xưng tội và rước lễ. Mỗi khuynh hướng đều có khó khăn khó giải quyết. A. Đường hướng nhấn mạnh lòng thương xót đưa ra ba ý tưởng chính. Để cho những đối tượng này theo lương tâm cùng với một vị linh hướng quyết định. Vì hoàn cảnh của mỗi vùng khác nhau, xin để cho Đức Giám mục giáo phận quyết định. Giải pháp con đường thống hối. Sau thời gian đi vào hành trình ăn năn thống hối, với sự hướng dẫn của một vị linh hướng, sẽ được xưng tội rước lễ. B. Đường hướng tiếp tục giữ quy luật của giáo hội hiện nay. Cần phải trung thành và loan truyền giáo huấn của Chúa cho thế giới hôm nay, nhất là khi có nhiều nhóm làm áp lực, muốn cào bằng tất cả mọi giá trị và cách thức sống. Nếu muốn được xưng tội rước lễ, phải sống như anh em và tránh gây gương mù. Số 4. Những vấn đề đặt ra cho các giải pháp được đề nghị. A. Cho xưng tội, rước lễ, có nghĩa là gì? Phải chăng có nghĩa là vấn đề indissolubilitas, bất khả phân ly của hôn nhân là hết không? Ly dị tái hôn sẽ là chuyện bình thường, có đưa đến hậu quả dây chuyền là dễ dàng ly dị và coi thường giao ước hôn nhân và sứ mệnh làm chứng cho tình yêu trung thủy của Chúa đối với nhân loại tội lỗi không? B. Con đường thống hối, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Nhưng việc thống hối cần phải có sự ăn năn và chừa cải. Thế nên, nếu chỉ có ăn năn mà không có chừa cải, thì có phải là thống hối thực sự không? C. Lại đến sự khác biệt về hoàn cảnh và đối tượng, có ý kiến nói đến nhu cầu cần phải hội nhập, cần phải thay đổi luật lệ. Vấn đề đặt ra là, luật lệ phải cải tiến, nhưng cải tiến đến đâu là hội nhập, và đến đâu là chối bỏ tinh thần, chối bỏ căn tính, chối bỏ chính mình. Đâu là ranh giới? D. Phải trung thành với giáo huấn của giáo hội, nhưng sự trung thành với quy luật của giáo hội đến độ nào là trung thành với tinh thần, và đến đâu thì trở thành duy luật. E. Tự do theo lương tâm và theo sự hướng dẫn của một vị linh hướng. Nhưng lương tâm cá nhân rất dễ chủ quan và sai lầm. Cho nên, lương tâm cá nhân cần được huấn luyện, dựa trên các nguyên tắc luân lý khách quan. Vậy, chỉ dựa trên lương tâm cá nhân thôi, có đủ để quyết định không? S. Hiệp nhất trong khác biệt. Sự khác biệt đến đâu là sự phong phú của sự hiệp nhất? Đến chỗ nào là phá vỡ sự hiệp nhất? Trong khi thế giới hôm nay đang chia rẽ, giáo hội cần phải giữ sự hiệp nhất. Một đảng phải tôn trọng sự khác biệt, đảng khác phải giữ sự hiệp nhất.
Làm sao dung hòa được hai yếu tố này? G. Hai người chung sống trong một mái nhà, nhưng phải sống như anh em. Liệu điều này có thể giữ được không? Đảng khác, hoặc vì con cái, hoặc vì chính tình nghĩa thân thiết giữa hai người, qua việc chung sống lâu năm, đòi hỏi họ phải xa nhau, liệu có chúng không? Đứng trước những đau khổ của họ, lòng thương xót có thể làm gì được không? 4 La Mã, những bài học. Số 1. Tinh thần đối thoại. Trong phòng họp của Thường hội đồng giám mục, mỗi nghị phụ hoàn toàn tự do phát biểu ý tưởng của mình, và tất cả mọi người lắng nghe nhau với lòng tôn trọng, và lắng nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau. Dần dà, mọi người cùng thay đổi. Có thể lúc đầu, một người có thể quá chú trọng vào một vấn đề, nhưng khi lắng nghe các ý kiến khác nhau, dần dà sẽ có thể thay đổi. Và nhờ vậy, sẽ dễ hiểu nhau và gặp nhau trong bình an. Số 2. Chấp nhận sự giới hạn của giáo hội. Về vấn đề chấp nhận cho người ly dị tái hôn, được xưng tội trước lễ, Thường hội đồng giám mục chưa tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng, để giữ được cả hai, vừa tỏ lòng thương xót, vừa trung thành với giáo huấn của giáo hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vatican Đệ Nhị, giáo hội là thần linh và nhân loại, cho nên giáo hội thánh thiện và tội lỗi. Có lẽ trong yếu tố nhân loại, bên cạnh yếu tố tội lỗi, phải thêm yếu tố giới hạn. Giáo hội phải chấp nhận giới hạn của mình vì không thể tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho mọi vấn đề. Vì vậy, các chủ chăn cần gần gũi và tham dự vào những đau khổ của những đôi vợ chồng đang gặp khó khăn, và cùng với họ trông chờ lòng thương xót của Chúa. Số 3. Tạ ơn Chúa và cầu nguyện. Cần phải tạ ơn Chúa vì qua Thượng hội đồng giám mục này, giáo hội thực sự can đảm, dám trực diện với những vấn đề muôn vàn khó khăn của gia đình, đồng thời tiếp tục kêu xin Chúa, hướng dẫn soi sáng cho giáo hội Chúa trên hành trình lữ thứ. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất. Khi đang bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: trong Kinh Thánh, đâu có phải chỉ có con người xin Chúa báo oán các nỗi bất công? Chính Chúa cũng phạt tội lỗi mà con người đã xúc phạm đến Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đúng như vậy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, tránh giải thích Kinh Thánh một chiều. Khi mở sách Sáng Thế, từ những chương đầu, chúng ta dễ bị gây ấn tượng bởi những hình phạt mà Chúa dành cho những ai lỗi luật của Ngài. Nguyên tổ phạm tội cho nên phải chết. Sáng Thế, chương 3 câu 16 đến câu 23. Ông Cain giết ông Abel, và máu của người em vô tội đã kêu thấu tận trời, xin báo oán. Sáng Thế chương 4, từ câu 11 đến câu 12. Nhân loại phạm tội, và Chúa đã tiêu diệt với lụt hồng thủy. Sáng Thế chương 6, từ câu 11 đến câu 13. Thành phố Sodoma bị lửa trên trời thiêu rụi, vì tội của nó. Sáng Thế chương 19, câu 29. Tuy nhiên,
khi đọc những đoạn ấy, chúng ta đã bỏ qua những câu văn cho thấy rằng Thiên Chúa đã tỏ tình thương xót vào chính lúc Ngài ra hình phạt. Khi phạt nguyên tổ, Ngài hứa ban ơn cứu độ. Sáng Thế chương 3 câu 15. Khi phạt Ca-in, Ngài hứa che chở anh ta. Sáng Thế chương 4 câu 15. Lụt hồng thủy kết thúc với một giao ước long trọng. Theo đó, Thiên Chúa cam đoan sẽ không bao giờ hủy diệt con người. Sáng Thế chương 8 câu 21. Chương 9, từ câu 9 đến câu 11 và câu 17. Sự thiêu đốt thành Sodoma nhằm nói lên lòng nhân lành của Ngài cứu thoát gia đình ông Lót. Sáng Thế chương 19 câu 29. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Nếu ngay từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ lòng lân tuất rồi, thì đâu cần gì Đức Kitô phải nói thêm nữa? Đức Kitô đã nói thêm rất nhiều điều. Thứ nhất là người mời gọi chúng ta hãy đọc Kinh Thánh hai chiều, chứ đừng đọc một chiều. Nghĩa là Thiên Chúa vừa công bằng vừa lân tuất. Thứ hai là người mời gọi chúng ta hãy sửa lại các thước đo của chúng ta. Nghĩa là hãy sử dụng cùng một tiêu chuẩn khi yêu sách Thiên Chúa áp dụng công lý. Đừng có đòi Ngài phải nhân từ khi xử tội của ta, và nghiêm thẳng khi xử tội của tha nhân. Đức Kitô dạy chúng ta phải tỏ lòng lân tuất với tha nhân, để được Thiên Chúa tỏ lòng lân tuất. Nhất là Đức Kitô dạy cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không ưa trừng phạt chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta hối cải, để tha thứ cho chúng ta, chứ Ngài không ưa thích nhìn thấy chúng ta phải chết trong tội lỗi. Ngài đã bày tỏ tình yêu lân tuất ấy khi trao ban con một của Ngài cho chúng ta. Tuy nhiên trong Tân Ước, hình phạt vẫn còn được duy trì. Giáo hội vẫn dạy rằng, có hình phạt hỏa ngục đời đời. Cái nhìn nhận rằng, hình phạt vĩnh viễn ở hỏa ngục là một điều trái ngược với cảm quan công lý của chúng ta. Tại sao tội của con người chỉ có hạn mà lại phải nhận lãnh một hình phạt vô hạn? Các nhà tần học đã phải đau đầu để tìm cách trả lời. Theo tôi nghĩ, có thể tạm chấp nhận câu giải đáp như sau. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, và mời gọi hết mọi người vào chia sẻ tình yêu ấy. Tuy nhiên, Ngài không cưỡng bách ai, cũng chẳng chấp nhận tình yêu. Yêu mà bị ép buộc thì đâu có quý báu gì nữa. Ngài đã ban cho chúng ta khả năng tự do, và Ngài chấp nhận để cho chúng ta được tự do khước từ tình yêu của Ngài. Thiên Chúa chẳng trừng phạt ai hết, chỉ có chúng ta từ chối không thèm đếm xỉa tới Ngài. Vì thế, nếu thiên đàng hệ tại sự thông hiệp với Thiên Chúa, thì ngược lại, hỏa ngục là hậu quả của sự tuyệt giao với Ngài. Dù sao, đây chỉ là một suy tư cá nhân, nhưng chúng ta thâm tín rằng, Thiên Chúa toàn năng và kiên trì trong tình thương, sẽ tìm ra kế để thuyết phục con người biết tự do chấp nhận tình yêu của Ngài, và trở về với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta tạm khép lại câu hỏi Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất. Hôm nay, chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào. Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng
trắng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ xem thấy Thiên Chúa. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này, nhận bàn về linh đạo dành cho bậc hôn nhân dựa trên tinh thần tám mối phúc thật. Được xem thấy Thiên Chúa có nghĩa là nhận thức về sự vật, nhìn và phán đoán về các biến cố bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Có nhiều cách giải thích về mối phúc thật này. Trong cái nhìn tu đức, mối phúc thật này nói đến sự siêu thoát đối với của cải vật chất hay chính thân xác để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, khổ chế hay hãm dẹp thân xác được xem như phương thế để giúp con người siêu thoát, hầu được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Xác thịt thì yếu đuối, tinh thần thì nhẹ nhàng. Thân xác vốn dễ bị xem như cản ngại trong việc kết hiệp giữa linh hồn và Thiên Chúa. Như vậy, có tâm hồn trong sạch có nghĩa là không lệ thuộc vào các nhu cầu của thân xác để được dễ dàng kết hiệp với Thiên Chúa. Cũng gần với lối giải thích trên đây, nhiều người gắn liền sự trong sạch trong tâm hồn với những kiêng khem đối với các khoái cảm nhục dục. Trong ý nghĩa ấy, có tâm hồn trong sạch là không vướng bận với những đòi hỏi của xác thịt. Cuối cùng, trong một lối giải thích khác, nhiều người hiểu có tâm hồn trong sạch là có tâm hồn không bị chi phối, và như vậy được kết hiệp với Chúa một cách trọn vẹn. Chính trong cái nhìn này mà chúng ta nên hiểu về ý nghĩa về tính dục. Muốn hay không, mỗi người đều sinh ra với một phái tính nhất định. Với phái tính, con người muốn là một quà tặng cho người khác. Chính nhờ phái tính mà con người có thể tự trao ban cho người khác một cách trọn vẹn. Chính nhờ phái tính mà chúng ta đi vào quan hệ với người khác, với tất cả con người của chúng ta. Đối với những người sống bậc hôn nhân, mối phúc thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với người phối ngẫu của mình. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong bản thân họ và trong người phối ngẫu của họ. Đối với những người sống bậc độc thân, mối phúc thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với tha nhân. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và trong tha nhân. Tựu trung,
mỗi phút thật này mời gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đích thực của tính dục. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ. Giới tính hay nam tính và nữ tính là thể hiện của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính khi là người nam hay người nữ một cách cụ thể mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tương quan tính là cốt lõi của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nói cách khác, chính vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa mà con người đi vào quan hệ với người khác và với Thiên Chúa. Và quan hệ giữa người nam và người nữ là biểu hiện của chính mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Giới tính của chúng ta là trọng tâm của hiện hữu của chúng ta. Chúng ta hiện hữu như là người nam hay người nữ. Chúng ta hiện hữu trong mối tương quan bổ túc. Chúng ta hiện hữu như là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, giới tính của chúng ta, khả năng yêu và được yêu của chúng ta, mật thiết gắn liền với thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, giới tính mời gọi đi vào tương quan và lệ thuộc lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư không, nhưng Ngài lại tạo dựng con người từ bụi đất và hơi thở sự sống. Và riêng người đàn bà thì được tạo dựng từ một cái xương của người đàn ông. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng, loài người là thành phần của nhau, họ hướng về nhau, mỗi người tương thuộc nhau, chứ không là thù địch của nhau. Họ quan hệ bình đẳng với nhau, chứ không thống trị nhau. Người nam và người nữ cùng một xương một thịt, chính trong thân xác mà họ hiệp nhất với nhau. Tình yêu vợ chồng làm cho sự kết hiệp giữa hai người nên mật thiết với nhau, như chính sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong quan hệ giới tính, người nam và người nữ tìm thấy sự hài hòa. Kinh Thánh nói, người nam và người nữ đều trần truồng và họ không biết xấu hổ. Người nam và người nữ kết hiệp với nhau, cũng như hài hòa với mọi tạo vật. Người nam và người nữ cảm thấy thoải mái với nhau. Họ vui hưởng giới tính của họ. Họ không hề cảm thấy xấu hổ vì giới tính của mình. Nhưng chương trình của Thiên Chúa về giới tính của con người đã bị phá vỡ. Vì những lý do không thể biết được hoàn toàn, người nam và người nữ đã phá vỡ sự quân bình trong quan hệ giữa hai người. Hai hậu quả của hành động ấy là người nam sẽ thống trị trên người nữ, và họ nhận biết mình đang trần truồng. Họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa. Họ cảm thấy xấu hổ với nhau. Tính dục không còn là ngôn ngữ của tình yêu nữa. Diễm Tình Ca là cuốn sách duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh đã ca ngợi tính dục. Cuốn sách này không những mô tả cách thế đôi vợ chồng phải cử hành tình yêu lứa đôi, mà còn đưa ra một số điều kiện để cử hành tình yêu này. Theo những gì được mặc khải trong cuốn sách này, tình yêu lứa đôi là sức mạnh mãnh liệt nhất trong cuộc sống. Tình yêu này cần phải được cảm nhận và khơi dậy những cảm xúc sâu xa và cao quý nhất trong hai người phối ngẫu. Tình yêu như được mô tả trong Diễm Tình Ca là một tình yêu hữu tương. Nó là một công trình mà cả hai phải cùng nhau xây dựng. Tình yêu ấy không chỉ hiện hữu trong thời kỳ trăng mật mà phải kéo dài trong suốt cuộc sống lứa đôi. Có lẽ không có một cuốn sách nào
đã có những mô tả táo bạo về tình yêu lứa đôi như sách Diễm Tình Ca. Tác giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng không có gì thánh thiện và thanh cao bằng tình yêu ấy. Chính vì thánh thiện và thanh cao như thế, cho nên tình yêu lứa đôi mới có thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nâng hôn phối lên hàng bí tích, nghĩa là xem hôn phối như hình ảnh của tình yêu của Ngài dành cho giáo hội, Ngài hẳn cũng đề cao và thánh hóa tình yêu lứa đôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi đề cập đến tình yêu này, công đồng cũng khẳng định rằng tất cả mọi cử chỉ diễn tả tình yêu vợ chồng đều thanh cao và thánh thiện. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra được ý nghĩa ấy của tính dục, vợ chồng mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và qua mọi cử chỉ thể hiện tình yêu đích thực trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Phương trong những phút cầu nguyện. Đã có đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình, mà sao chẳng nghĩ suy mắc lỗi người, mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn. Nơi mắt mình chớ xét đoán vì cộng rỡ nơi người, hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thay lối mình rồi mới nói chuyện người. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời, không biết đã bao lần chúng ta buông lời phán xét người khác mà chưa biết rõ sự thật ẩn chứa đằng sau lời nói và hành động của họ. Những gì chúng ta nghĩ về người khác không phải lúc nào cũng đúng, khi chúng ta chỉ nhìn và đánh giá cái bên ngoài mà quên mất khám phá vẻ đẹp bên trong của họ. Và nếu chúng ta không nhận ra mình sai lầm, sẽ đến lúc trở nên quá muộn để có thể nói lời xin lỗi hoặc cảm ơn. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta nhận thấy rằng, đừng vội đánh giá con người qua cái bên ngoài của họ, nhưng hãy kiên nhẫn khám phá nét đẹp ẩn chứa sâu bên trong mỗi con người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Tất cả họ đều là một mảnh ghép cho sự hoàn hảo mà tạo hóa đã tác thành cho chúng ta. Một câu chuyện kể rằng, ông chủ của tôi lái một chiếc xe hơi sang trọng. Mỗi ngày, nhiệm vụ của tôi là chào đón và mở cửa cho ông như một người canh gác biệt thự. Thế nhưng, ông chưa bao giờ đáp lại lời chào của tôi. Một ngày nọ, ông ta nhìn thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác để thức ăn thừa. Nhưng như thường lệ, ông vẫn tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngày tiếp theo, tôi nhìn thấy một túi giấy sạch sẽ ở chỗ cũ, và trong đó có rất nhiều đồ ăn tươi ngon
như thể ai đó vừa mới mua từ siêu thị về vậy. Nhưng tôi không bận tâm lắm liệu chúng từ đâu tới. Việc tôi làm là hạnh phúc lấy chúng mang về như một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Đều đặn mỗi ngày, chiếc túi chứa đồ ăn vẫn nằm ở đó, và tôi chỉ việc lấy về cho vợ con mình như một thói quen. Tôi luôn tự hỏi, tại sao trên đời lại có người ngớ ngẩn như thế? Túi thức ăn mình mua mà cũng quên được ư? Thế rồi hôm ấy, căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra chuyện ồn ào. Tôi được biết ông chủ đã qua đời sau một cơn suy tim. Trong tang lễ ông, có rất nhiều người đến viếng, và tôi không còn nhận được bất cứ túi thức ăn nào nữa. Tôi nghĩ rằng, chắc là có một vị khách nào đó đã mang nó đi. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, và sau đó, mọi chuyện vẫn vậy. Không có bất kỳ một túi thức ăn nào xuất hiện. Cho đến vài tuần sau, khi gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi đã nói chuyện với vợ của ông chủ để xin tăng lương, hoặc tôi sẽ không làm việc tiếp tục nữa. Nhưng sau khi nghe tôi nói, bà chủ đã thắc mắc hỏi tôi, vì sao suốt 2 năm qua tôi không bao giờ nhắc đến chuyện lương, nhưng bây giờ lại bảo số tiền nó không đủ. Cho dù tôi cố giải thích thế nào đi nữa, bà ta cũng không đồng ý. Vì thế, tôi quyết định nói sự thật về túi đồ ăn, và việc tôi vẫn thấy nó hàng ngày và mang chúng về cho vợ con. Bà chủ liền hỏi tôi, chuyện đó dừng lại từ lúc nào? Từ sau khi ông chủ mất, tôi trả lời. Đúng rồi, những túi đồ với toàn thực phẩm tươi ngon đã không xuất hiện ngay từ khi ông chủ qua đời. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn? Là ông chủ đã cho chúng tôi đồ ăn ư? Một người không bao giờ đáp lại lời chào của tôi lại hào phóng như vậy ư? Thật không thể tin nổi. Sau khi nói chuyện với tôi, bà chủ đã khóc nức nở. Tôi đành xin lỗi vì đã yêu cầu bà tăng lương mà không hề biết đến tấm lòng của ông chủ. Tôi vẫn tiếp tục là người gác cổng và luôn vui vẻ về điều đó. Nhưng bà chủ đã khóc và nói, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được người thứ bảy, người mà chồng tôi vẫn cho thức ăn mỗi ngày. Tôi đã tìm được 6 người, và mỗi ngày tôi đều tìm người thứ bảy, vì tôi biết rằng chồng tôi cho họ túi thức ăn sạch mỗi ngày, và cuối cùng tôi đã tìm ra. Từ sau ngày hôm đó, tôi lại nhận được một túi thức ăn, nhưng lần này là con trai ông chủ đã mang tới tận nhà và trao tận tay cho tôi. Mỗi khi tôi cảm ơn anh chẳng hề đáp lại tiếng nào, mà y như cách cha cậu đã từng làm. Có một lần tôi hét thật to câu cảm ơn, và anh chàng đã nói rằng, đừng bận tâm khi anh không trả lời, vì anh ta cũng giống bố của mình, cả hai đều bị điếc nên không thể nghe thấy được. Quý vị và các bạn thân mến, đã bao lần chúng ta phán xét người khác khi không biết rõ câu chuyện thật sự đằng sau? Ai cũng có một lý do riêng và nỗi khổ riêng của mình. Bạn không thể biết hết về họ. Cuộc đời cũng như một cuốn phim, và mỗi chúng ta là một nhân vật trong cuốn phim đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta đóng vai chính diện hay phản diện trong chính bộ phim của mình. Hãy mở rộng tấm lòng, bao dung với những điều chúng ta khó chịu, với cả những người khiến ta có cái nhìn không tốt. Bởi lẽ trên đời này, không có gì là hoàn hảo cả. Chỉ có tấm lòng biết thông cảm,
yêu thương, luôn tha thứ và đối thoại mới thật sự là hoàn hảo. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin hãy giúp con biết nhìn thấy điều tốt của anh em mình. Xin dạy cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận anh em như chính mình vậy. Xin cho con biết lấy cái xà trong mắt của con trước, rồi mới lấy cái xà trong mắt của người khác. Bởi mỗi người Chúa dựng nên chính là hình ảnh Chúa, và là món quà Chúa trao ban cho chúng con, để khám phá mỗi ngày trong đời con. Amen. Đã biết bao lần miệng con vội lên án anh em mình, mà sao chẳng xót thương phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa. Kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Hãy lấy cái xa đời mắt mình, chớ xem đoan vì cộng lớn lời người. Hãy lấy cái xa để mắt sang người. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.